muốn nghe điên phí cả ta này bấm lại cái pru chẳng nghe nhưng hiện cả ta tìm mối cứ cái bấm lại đau cầm đau ấy bấm lại đau cầm đau miền chào nữa nè ở miền đây khác bấm lại đau cầm đau nữa Hello Siri. bấm lại đau cầm đau nữa miền ca rồi lấy con Hello Siri. ca rồi lấy thầu ca cầm đau ai tiếp là ca cầm đau rồng phú thầu ca cầm đau á ok ok ai tiếp rồng huốt cái thầu ca cầm đau rồng há cái thầu ca cầm đau đá chứ mình miên chờ nữa hôm nay đau cầm đau nữa hay như mình chết cà phê muối cái cà phê gì nô thơ chế yếu dừng trở lại hai đồ vậy ban chỉ kết tục tình lọc ra hóa nơi lên nạp lâu rồi nhưng mà từ áp lâu đài để lời nếu như khuyên tiếp tục lọc lọc kẻ thời cho cái này nè hai đấy tiếp tục lọc chứ mình để lại sai làm bay chop là khô làm bay chộp trẻ thẻ bỏ vừa con miên cho lần này tôi bốc chẳng điện làm bay đặt chọc to làm bay cái bao cái đâu ok chậm lại thì p đây là áp lâu nó việc cái đáo đây nó nè đây nó việc cái đáo việc định miệt đây trên cana định miệt bởi những đại chất cái này bởi những đại cho cái này rồi mấy đại những việc cao là ngay việc định miệt á trên kia thầu tập chờ lọ và hóng đầm bây giờ đầm bay ca pia nó p để việc định miệt cái bia này hả ngay đầm bay kia ca rịch miệt bỏ đáy phê trâu cùng đào phê trâu cùng đào tóc đáy vì rịch miệt đây thì vô trâu chứ nghe thấy chứ mà tôi nói khô lâu đài chứ ngay lý dương châu chẳng là mây hiển to mới tiết cứ ca rịch miệt đằng này hả bùm lại đôi cùng đào đá phần tá dương châu mà chẳng nói tiết cứ ca rịch miệt nên ca nào xa thiệt môi trâu ban đó đáo xa thiệt miệt nâng tôi một vánh và xa thiệt đất tư thua để chế viên nâng tôi miệt một vánh chắc lâu đây nó phải chân thái ca này với thầu cái đáo vì địch miệt là đây cũng như chập đâm lụt về nha chứ đọc phê đặc biệt là chế vánh từ bia rôm miệt một vánh mình mơ tì hóa mình kịch lắm hóa ca đi miệt ca đi miệt này tắc phê trâu cầm đào tắc phê thầu cầm đào và rịch miệt đáy ca rịch miệt này cho nó không còn lan từ một tô hát ấy bằng con lan mà tố kia đó bôm tầng tấn xa rồi chất trong rồi chất không ca mà cũng như bôm tầng phê ca na phê thầu cầm đào cho nó không có rịch miệt này chẳng cả nào thì hết vời con dưỡng tu rồi mà dưỡng bụng tân phê chứ mấy cả đi miết đây đai lớp nào đài mới tiếp nhưng đai cái hơn cái lụa sang ấy đai hơn cái chọn đọc sang nó mấy bánh bánh nhỏ ở tê bánh như cái tóc ao viên ở cho lên tích ấy làm bay cà phê cà đi miết nè và sân những chọn bánh phê à đọc nó bị ai tu hoài đấy chẳng không nên ca địch miệng đi còn tệ tôn chỉ mùi nâng cầm đào đá là bởi vì địch miệng bán đu tra tài dưỡng đột cầm đào để lơ vi nữa ca địch miệng bỏ tật nên mình bốn vì chất sập ông ra thế vì miệng viết tạch đọc hay vì làng khu can đạc khu tớ từ miệng viết can đạc đi chạy nữa đi chọn nữa thôi kìa ca na trâu cầm đào xa thiệt nó cứ địch miệng này anh nhìn cho nói mùi tiết cứ ca rịch miệt nói dân to mà cho nói tiết cứ à thiệt phí mới khơi nhé ta được thiệt phí ai chôp xong cái nghĩa cao mầm phơ này cộng đào mình này kì khăn rồi đó lại ní ôi chung một thang bằng xong bằng xong đó cứ ca chôp xong cái nghĩa này
ដែកហើយនឹងស្ពាន់ខ្វាត់បង្កើតបានជាដែកសុលភូដែកបូងជាមួយនឹងស្ពាន់ខ្វាត់យើងផើកម្ដៅវាមកដុតកម្ដៅវាទៅយើងនឹងទទួលបានសមាសធាតុថ្មីមួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាដែកសុលភូណាសុលភូនេះគឺមានសម័យកាលណាសម័យកាលតាមប្រតិកម្មដែកតាំងដែកអេហ្វអឺ ស្ពាន់ធွားតាំងដែកក្នុងរូបមន្តគីមីដុតកម្ដៅវាមកយើងនឹងទទួលបានដែកសុលភូសមាសធាតុថ្មីណាស់មកសៅដែកគ្នានេះពណ៌ខ្មៅនេះស្ពាន់ធွားយើងរៀនថ្ងៃមុនអឺអត់ដឹងមែនទេថាទីបាយច្រឡំស្ពាន់ធွားមិនសៅពណ៌លឿងគឺនៅពេលដែលយើងផ្សំវាចូលគ្នាទៅ ហើយដុតកម្ដៅទៅវាទៅជាដែកសុលភូពណ៌ខ្មៅដល់ពីចូលគ្នាណាអាហ្នឹងគេហៅថាប្រតិកម្មហ្នឹងគឺប្រតិកម្មបន់សំបន់សំរវាងសមាសធាតុពីរឬច្រើនបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាសមាសធាតុថ្មីហ្នឹងគេហៅថាបន់សំអញ្ចឹងបំលែងដោយកម្ដៅយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងចំណុចទេមានអីគេខ្លះតាំងពីមេរៀនមុនមកបំលែងដោយកម្ដៅទី1គឺយឺតការការរលាយ ឡាយដោយកម្ដៅទី2គឺលំពុះទី3រំហើទី4បំបែកទី5ប្រតិកម្មចំហេះទី6ការរីកមានហើយនឹងទី7ប្រតិកម្មបន្សំណាហ្នឹងបន្សំចូលខោទេទី7ឡើងអញ្ចឹងយើងចាប់បំលែងដោយកម្ដៅយើងចូលមកចំណុចថ្មីមួយទៀតគឺបំលែងដោយពន្លឺ ពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏អាចធ្វើឲ្យកើតមានបំលែងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាថាមពលពន្លឺត្រូវបានស្រូបដោយរុក្ខជាតិបៃតងក្នុងការបង្កើតចំណីអាហារអញ្ចឹងដើមរុក្ខជាតិដើមឈើបើមិនជីវិតនៅម្លប់វាដោះលូតលាស់ងាយលូតលាស់ទេបើវានៅក្នុងអាភិបងងឹតសូន្យឆឹងវាអាចលូតលាស់បានទេណាអញ្ចឹងវាត្រូវការថាមពលពន្លឺយ៉ាងនេះវាត្រូវការពន្លឺដើម្បី មានបង្កើតចំណីអាហារអញ្ចឹងដើមយើងបើយើងដាំដើមឈើយើងត្រូវការដាំវានៅកន្លែងភ្លឺណាអំនេះទៅដាំកន្លែងអង្កត់វាហួរកើទេអញ្ចឹងបង្កើតវាត្រូវការថាមពលពន្លឺហ្នឹងដើម្បីបង្កើតចំណីអាហារចំណីអាហារហ្នឹងគឺក្លុយកុសបំលែងនេះយើងហៅថារស្មីសំយោគអញ្ចឹងអឺរុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យមកបង្កើតចំណីអាហារហ្នឹងយើងហៅថា ការធ្វើរស្មីសំយោគយើងលបលើពាក្យរស្មីសំយោគដែរតើហើយដែរលើនេះចឹងរុក្ខជាតិពេលដែលយើងហូបពន្លឺថ្ងៃវាស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយនឹងទឹកបង្កើតទៅជាក្លុយកុសក្លុយកុសហ្នឹងគឺចំណីអាហារហើយនឹងអុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងដកដង្ហើមហ្នឹងគឺយើងទទួលបានពីរុក្ខជាតិនេះ រុក្ខជាតិអ្នកបញ្ចេញឲ្យយើងតាមឈើអ្នកបញ្ចេញឲ្យយើងចុះបើយើងចង់បានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនយើងត្រូវដាំដើមឈើបានច្រើនហើយអុកស៊ីហ្សែននឹងដើមឈើជាអ្នកបង្កើតណាបើសិនមានដើមឈើច្រើនអុកស៊ីហ្សែនក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រៃហើយនៅក្នុងទីក្រុងកណាសួរដកហើមទៀតអីនៅក្នុងព្រៃសួរដកហើមទៀតណា ដែលខ្ញុំអីសួរដកហើមជាងដោយសារតែយើងសវអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងឯងដល់ក្នុងទីក្រុងយើងអត់សូវមានដើមឈើឯងចឹងកាលណាអត់សូវមានដើមឈើគឺអត់សូវសវអុកស៊ីហ្សែនទេអញ្ចឹងយើងប្រវត្តិដកហើមហ្នឹងគេហៅរស្មីសំយោគមួយទៀតថាមពលពន្លឺដែរបំលែងដោយពន្លឺដែរពន្លឺមានអំពើទៅលើពេលអំពើពេលទេ ฟิลทอดรูปដើម្បីបំលែងរូបធាតុក្នុងហ្វីលអាហ្វីលทอดអាកាមេរ៉ាយើងពីមុនហ្នឹងយើងត្រូវការហ្វីលហ្នឹងដែលឃើញហ្នឹងដែលកាមេរ៉ាយើងពីមុនថតរូបហ្នឹងកាលណាថតយើងត្រូវការប្រើពន្លឺហ្នឹងណាថតទៅវាបាញ់ពន្លឺព្រាកហ្នឹងណាតែឥឡូវកាមេរ៉ាយើងមិនចាំបាច់ប្រើពន្លឺទេ
Những thầu ca học à của ấy camera với mình phải phê lê nhưng thầu ấy đánh anh ấy à camera vì muốn như thầu phải phê thoát đam bay họ thuộc bạn chẳng hạn như thầu ca lự đôi chân này đam bay thoát bạn nhưng chưa chuẩn nói chúng mới tiếp cứ bầm lái đôi à kia xin này đang trong lý dương miên sụn nổ muối ta miên ở vậy cả là đầu bế miên trở đoàn cho đoàn cát rồi chế hồng phu là cái xin ý nâng đầu bế miên trở đoàn cho đoàn cát thế nhìn cho lại bà này miên ai cát là hả miên ấy miên bế... ca bởi thiên mơ miên bốn mùi một vốn như là đọt lờ nghe đàm bố lần mấy Ô nó ở đây đá, nó ngật thơm đá cho nghe. Cho nó bê để những bao lớn, rồi về những đọt lớn. Lớn là khùng. Lớn sao, đọt mà cái định miết đó là bằng đá tụ. Tụ. Dùm đá đọt dù ập tụ em thì nạp tụ nè. Nó còn là viếp lư đó. Bao lớn hoàng ấy tụ ngọt đó đúng không? Bởi vì cái đau phê chứ. Chắc là đánh dân thầu ca tham một cô lấy kế là kỳ xử lý cho nghe. Thầu ca mình thầu đoàn cho nó cắt đam bay ôi một cô nâng. Vì chai bàn, vì lưu bàn. Chắc là đánh kia hào tham bầm lái đói. Đó là kỳ xử lý nè. Đòi phà cho nó là kỳ xử lý. Bên mình thầu đoàn cho nó cắt đam bố nâng lưu. Tại bê mình thầu đoàn cho nó cắt đam bố nâng ngạch vần nhé. Chắc là đánh kỳ bầm lái đói. Đưa lại. Bấm lái đòi kỳ xử này bê miên cho đòn là kỳ xử này cho các bạn làm phố đứng viên bài bùa kìa phù là bê ọt miên cho đòn cứ nà đà đợt đôi phố dân thòm đàn là kỳ cú bạn đánh kà nà bê phù chắc bạn đây là mấy bạn đây là bê nó cứ bê là miên cho đòn cho lòng kà đây nhé. Mùi tiết bà kể áo cho đón cho các solution trong đài sổ phát đài miền electrode mặt kháng vô bị đài cố nâng mặt kháng tiết vô bị trong đài dương nâng khơi miền cầm nó trong đài nơ đài cố anh ấy cứ hụt ok chạy nè anh kia mẹ cối kì to mà bố kì to mà đã ở trong đài anh mùi tiết bố đó kì to mà đài cố hay cái chữ lụa viết từ cái đóng sô là chống tông đai sô phạt chẳng là phê đài miên cho đòn sô cát bó kì khơi tại lời đại cô nó cứ miên cầm nò tông đai cát là chẳng là nó cứ miên pro tì cam kì mi cát là tại dì hai thua ơi nè à, đại cô nó kìa ở tông đai nó kìa mà tông nó chọc là lời đại cô là. Chẳng là nó có kê hào ha bầm lại đòi pra cho đòn à kì xin ý đài đòi bầm lại đòi miên à kì xin ý đấy của ấy à coi nít về đa tu chia phục cho đoàn là cái này nè cái này dân chập về chân tấu từ việc đo cho đoàn là cái này mà hoài trong vòng lại nó cứ cho lan đời xa cái này à bói ngày nắng như miền tập anh đang tiếng dân to bây giờ nội muốn cứ vòng lại đôi cầm đào tết hay dân cho vòng lại đôi phần lứ mùi tiết cứ bùm lái đau nhà kỳ sân này và kỳ sân này mà thế nhưng mình kịch ca phê muối nửa chứ sao chứ đều đã bà sân phô ôn tóc đai mùi đông cho hạt ngay hạt liền dù ta phô ôn sẵn kết khơi nhỏ vầy cát là sao hơi nhỏ ấy hơi chứ đeo ấy chăm chứ lại em nha chùm lại cho ai cùng á